Chiều ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã kịp thời dập tắt và đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Comson Paper Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 16 tháng 3 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Comson Paper Việt Nam. Vào thời điểm nêu trên, đám cháy bất ngờ bùng phát trong nhà xưởng của công ty. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao ngùn ngụt hàng chục mét. Do nhà xưởng có nhiều chất dễ cháy, chủ yếu là giấy, khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã điều động 10 xe chuyên dụng và khoảng 50 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến hơn 14 giờ ngày 16 tháng 3, đám cháy cơ bản được khống chế. Do chất cháy chủ yếu là giấy nên vận tốc cháy nhanh, phần lớn nhà xưởng đã bị sụp đổ. Nhà xưởng nêu trên rộng khoảng 3.300 m², trong đó diện tích cháy khoảng 1.000 m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong nhà xưởng đã bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân cháy là do đám cháy cỏ gần công ty cháy lan vào khu vực phế liệu bên trong. Hiện các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.